MeToMe Media xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, MeToMe Media xin chia sẻ đến các bạn clip giới thiệu tính năng Benroid MTB4F trên dòng đàn co BA. Khi Ben MTB4F ở chế độ cho dòng đàn co thì sẽ có 4 chức năng. Đây là chức năng đầu tiên, chức năng đàn xanh chớp chậm. Tiếp theo là chế độ đàn xanh chớp nhanh. Chế độ thứ 3 là chế độ đàn da cam chớp. Chế độ thứ 4 là chế độ đàn đỏ chớp. Khi Ben đang ở bất kỳ chế độ nào, chúng ta có thể chuyển về chế độ đầu tiên nhanh bằng cách kéo cần Ben xuống và bấm nút Select. Ở chế độ đầu tiên, chế độ đèn xanh chớp chậm, thì chỉ có duy nhất hai chiều của Ben hoạt động. Ba volume và chiều lên chiều xuống sẽ không hoạt động. Ở chế độ này là chế độ an toàn. Tránh những trường hợp khi chúng ta để Ben lên hết cỡ, thì Ben sẽ có xu hướng đi lên, làm cho tiếng có những hiệu ứng mà chúng ta không mong muốn. Chế độ thứ hai, chế độ đèn xanh chớp nhanh. Ở chế độ này thì cả 4 chiều của cần Ben sẽ hoạt động giống như Ben gốc trong đàn. Tiếp theo, volume đầu tiên, volume màu đỏ, sẽ chỉnh FX1 của Oppo 1. Volume kế tiếp, volume màu xanh, sẽ chỉnh FX2 của Oppo 1. Chúng ta có thể dùng tính năng này của Ben để cân chỉnh lại effect của tiếng. Volume màu trắng sẽ điều chỉnh độ gain lớn nhỏ của Oppo 1. Volume này chỉ tăng gain lớn nhỏ của tiếng thôi, không ảnh hưởng tới style. Chế độ tiếp theo, chế độ đèn da cam chớp. Ở chế độ này thì cả 4 chiều cần của Ben cũng sẽ hoạt động giống như là Ben gốc trong đàn. Ở chế độ này thì volume màu đỏ và volume màu xanh sẽ là hai volume chỉnh filter của voice. Tôi xin ví dụ. Và volume thứ 3, volume màu trắng, sẽ là chỉnh gain lớn nhỏ của cả 3 upper 1, 2, 3. Và tiếp theo, chế độ đèn đỏ chớp. Thì chế độ này, cả 4 chiều của cần Ben cũng hoạt động giống như là Ben gốc trong đàn. Và 3 volume sẽ cân chỉnh room, percussion, bass của style. Khi ta cắt hết 3 volume thì room, percussion và bass sẽ mất. Volume màu đỏ là tăng gain lớn nhỏ của room. Volume màu xanh là tăng gain lớn nhỏ của percussion. Volume màu trắng là tăng gain lớn nhỏ của bass. Chúng ta có thể cân chỉnh và scale tai lại bằng cách như sau. Đầu tiên nhấn Global, nhấn Menu, chọn Mode Frequency.
chọn thẻ media, chúng ta chọn ốp Factory Style and Pet Project. Sau đó chúng ta exit ra ngoài, chọn dấu mũi tên góc phải màn hình, chọn vào phần Write Current Style Setting. Bấm OK. Yes. Tôi vừa giới thiệu xong tính năng MTB4F trên dòng đàn co. Xin chúc các bạn có thể khai thác hiệu quả những tính năng này. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MeToMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye!